Chào mừng các anh em quay trở lại với kênh YouTube của JK Audio. Quay trở lại các anh em ở video ngày hôm nay, lời đầu tiên cho em xin thay mặt bên công ty JK xin cảm ơn anh Hoan cũng như toàn thể các anh em đã đồng hành cùng bên công ty chúng em. Và trong ngày hôm nay chúng em rất là vui khi được ghép một cấu hình combo karaoke, tổng trị giá đơn hàng lên đến 22 triệu 350 ngàn đồng cho cấu hình combo gửi cho anh Hoan, gồm có một đôi loa full B3, dòng loa full bãi bass 30 với công suất đánh ra là 500-600W, dòng loa karaoke chuyên nghiệp màu đen. Ở đây thì combo này thì đa phần là màu đen, rất là mạnh mẽ, màu đen thể hiện cho sự quyền lực. B3 bãi Đức, và tiếp đến là một con súp B3 2020, dòng súp bass. Và tiếp tục là đến với dàn máy, thì ở đây là máy của anh Hoan vô cùng hầm hố và đẳng cấp, mà gồm có một chiếc đẩy D500 dòng đẩy 2 kênh với sử dụng cái công nghệ mới nhất hiện nay. Nó sẽ đáp ứng được cho chúng ta khai thác karaoke chuyên nghiệp cũng như là sử dụng trong gia đình. Độ bền cao, con này hàng chính hãng của Vewood sẽ bảo hành cho anh Hoan 12 tháng chính hãng, và hết 12 tháng chúng em sẽ hỗ trợ tiếp 12 tháng còn lại của bên showroom. Có nghĩa là sẽ được bảo hành 2 năm cho con đẩy D500 này. Tiếp theo nữa là một chiếc nâng tiếng CB600 hàng nhập khẩu chính hãng của Canada, dòng của TD Acoustic thì các anh em biết rồi, những cái dòng nâng tiếng như thế này quá đẳng cấp và chất rồi, tiếng rất là hay, tí ta tí tách, bát sâu, chép nảy, lách tách, len keng. Bộ mic suông của X21, tay cầm thoải mái, mic đầu mic nhìn đẹp sang trọng, tiếng hát rất là hay, nhẹ bay, và đặc biệt là giọng cực kỳ sáng. Tí nữa em sẽ đi vào test trực tiếp karaoke. Và một thứ quan trọng trong cái dàn karaoke đó là một con vang, thì ở đây em ghép vào cho anh Hoan một con vang số. Nó là dòng vang số chỉnh cơ nên chúng ta có thể chỉnh bằng tay rất là dễ dàng, và đặc biệt cái chất lượng nó đem lại, cái hiệu ứng nó đem lại rất là hoàn hảo, hay như một chiếc vang số. Nó xử lý 48 bit này, có sẵn 8 chế độ lập trình của tiếng mic cũng như là cái reverb, nó rất là mượt mà. Và trong cấu hình này chúng em sẽ tặng cho anh Hoan một chiếc quản lý nguồn, có nghĩa là tất cả các cấu hình combo karaoke trên 20 triệu đồng thì chúng em sẽ tặng những cái món quà đi kèm, như là tặng loa chép rời này, tặng quản lý nguồn này, hoặc tặng mic. Thì ở đây thì em sẽ tặng cho anh Hoan một chiếc quản lý nguồn. Tổng cấu hình combo này là 22 triệu 350 ngàn đồng của anh Hoan gửi về thành phố Hà Giang, thì chúng em sẽ tặng cho anh một cái quản lý nguồn. Và sau đây thì xin mời anh Hoan và toàn thể các anh em chúng ta cùng đi đến trải nghiệm một đoạn karaoke. Em sẽ hát những cái bài rất nổi quen thuộc của ca sĩ Đan Nguyên, những cái bài như Thành Phố Sau Lưng này. Xin mời các anh em chúng ta cùng đeo cái tai nghe vào để chúng ta có được cái chất âm tuyệt vời nhất khi thưởng thức những cái ca khúc mà bên chúng em test trên những cấu hình combo karaoke. Thank you.
Vâng, phải nói là quá tuyệt vời. Với cấu hình combo karaoke này của anh Hoan, chúng em đang set cũng như là test kiểm tra chất lượng trước khi gửi lên thành phố Hà Giang cho anh. Cấu hình này thì em xin nhắc lại là gồm có một đôi loa full B3 bãi Đức. Con loa full này là dòng bass 30 và công suất của nó đánh lên đến mức 500-600W. Rất là phù hợp để chúng ta hát karaoke chuyên nghiệp. Bởi vì bản thân của cái dòng thương hiệu B3 này nó thường là xuất hiện cho những cái dòng loa công suất lớn để chúng ta đi đánh những cái sự kiện lớn hoặc những cái phòng hát kinh doanh. Tiếp đến là thiết bị tiếp theo, đó là con sub B3. Con sub B3 bass 30, đó là con sub B3 2020 với bản nâng cấp cao cấp nhất của năm nay, bản 2020-25 mã. Công suất nó cũng được lên đến ngưỡng 700W, rất là phù hợp để hỗ trợ tốt cho cái bộ combo karaoke này của anh Hoan và những cái cấu hình karaoke gia đình đối với con sub này. Không để thiếu dàn máy chuyên nghiệp như thế này được, một dàn máy rất là hợp ngố. Em sẽ zoom máy lại gần. Một dàn máy cực kỳ hầm hố và VIP đẳng cấp của dòng karaoke chuyên nghiệp này, gồm có một chiếc đẩy D500. Một chiếc đẩy D500 với công suất đánh ra 1000-1200W và là hàng chính hãng của WeWood được nhập khẩu về. Và chúng em sẽ ghép vào cái cấu hình này. Tiếp theo nữa, đó là một con vàng KM8 Epic Pro. Một yếu tố, một nhân tố chính để giúp cho dàn karaoke có được cái chất lượng hay khi chúng ta hát karaoke và nghe nhạc, đó là con vang. Thì ở đây có con vang số chỉnh cơ KM8 Epic Pro. Tiếp theo là bộ mic không dây Suo GX21. Dòng mic rất là sang trọng, vừa rồi em hát ấy, tiếng mic nhẹ, sáng, bay tiếng. Tiếng rất là sáng, sáng trong như pha lê. Một nâng tiếng idol 125 mã. Và ở đây thì bên chúng em tặng cho anh Hoan, tặng kèm cho anh Hoan một chiếc quản lý nguồn SK30. Một chiếc quản lý nguồn, nó sẽ lọc tốt cái nguồn điện và quản lý tốt các thiết bị cho các anh em khi sử dụng. Trong một cấu hình combo karaoke nhiều thiết bị như này, chúng ta cần phải có một con quản lý nguồn để quản lý tốt những cái thiết bị và lọc nguồn sạch để chúng ta sử dụng, nó sẽ ổn định hơn, độ bền của các thiết bị tăng lên. Ok, bây giờ em sẽ khép lại video tới đây. Cảm ơn anh Hoan rất là nhiều. Cảm ơn các anh em đã đồng hành cho em. Các anh em xem được video thì nhớ tặng cho chúng em những cái like và chia sẻ và đăng ký kênh cho chúng em nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em ở những bộ combo tiếp theo.